Hà Tĩnh Nguyễn Thành Trung chi 1,3 tỷ đồng mua ma túy về bán, dọc đường vận chuyển bị cảnh sát truy đuổi nên cầm súng và lựu đạn cố thủ. Tối ngày 14 tháng 2 năm 2019, Phan Văn Dũng và Nguyễn Hữu Phước, 22 tuổi, đi từ thị xã Kỳ Anh lên thị trấn Tây Sơn huyện Hương Sơn gặp Nguyễn Thành Trung, 33 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn, 28 tuổi để mua ma túy bán kiếm lời. Trung liên lạc với một người Lào đặt mua ma túy rồi gọi điện thoại cho Dũng và Phước lên nhận hàng. 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2019, cho Dũng bận, Phước một mình lái xe Ford Ranger không biển số lên huyện Hương Sơn giao dịch. Gặp nhau, Trung lấy xe của Phước đi đến cầu Sơn Hải, xã Sơn Kim 1, đưa 1,3 tỷ đồng cho đối tác người Lào để lấy 10kg ma túy đá và 30.000 viên hồng phiến. Xe Ford Ranger chở ma túy cho Trung điều khiển. Ảnh, cha hơn 14 giờ, gặp nhau tại cầu Kim Thịnh, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Trung xách bao tải đựng ma túy sang bỏ vào cốp, chờ khi nào Dũng chuyển hết tiền thì sẽ giao hàng. Trung tiếp tục lái xe Ford Ranger chở Tuấn đi về trung tâm huyện Hương Sơn. Phước điều khiển ô tô Fortuner chạy theo sau. Đến xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Phước phát hiện bị xe công vụ của cảnh sát truy đuổi phía sau, nên gọi điện báo động cho Trung rồi phóng bỏ chạy. Phước lái xe vào một trại lợn ở thôn Bảo Sơn, thấy đường cục nên bỏ phương tiện, chạy trốn lên núi. Thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, Phước gọi điện cho Dũng nói đang gặp nạn, gửi định vị để cử người đến giải cứu. 8 giờ hôm sau, Dũng bỏ ra 3 triệu đồng, thuê tài xế taxi đi từ huyện Nghi Xuân lên Hương Sơn đón Phước, xong xe đến huyện Đức Thọ bị cảnh sát chặn. Phước sau một đêm ở trên núi bị đói, rét nên ra đầu thú. Dũng bỏ trốn vào miền Nam, sau vài tuần thì xa lưới. Phút đầu hàng của Trung và Tuấn. Video, Đức Hùng với Trung, khi biết bị lộ đã quay xe Ford Ranger chạy dọc quốc lộ 8C tẩu thoát. Đến ngã tư đường liên xã Sơn Lâm Sơn Giang, xe bị cảnh sát chặn đầu, yêu cầu dừng. Trung bất tuân lệnh, tăng ga đâm vào đuôi xe công vụ của tổ công tác, đánh lái lùi nghiêng bên mép đường để bỏ chạy, xong đâm trúng xe bò ở vệ đường khiến trượt xuống ruộng và xa lầy. Biết bị bao vây, Tuấn vứt túi đựng 10kg ma túy, 30.000 viên hồng phiến ra khỏi xe để phi tang. Cả hai sau đó cầm súng và lựu đạn cố thủ, đe dọa lực lượng chức năng không được lại gần. 17 giờ, Tuấn bước ra xin đầu hàng. 2 tiếng sau, Trung cũng nộp mình, giao lại súng, lựu đạn, dao găm. Nhà chức trách cho hay, Trung cầm đầu đường dây buôn bán ma túy trên tuyến biên giới Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu cầu treo huyện Hương Sơn. Tháng 6 năm 2018, trinh sát ngoại biên phát hiện hành tung của Trung cùng đàn em nên theo dõi, lập chuyên án. Trung khai đã bỏ ra 25 triệu đồng mua súng có 10 viên đạn cùng lựu đạn mỏ vịt. Từ tháng 2 năm 2019, anh ta luôn mang số vũ khí trên để phòng thân khi thực hiện các phi vụ buôn ma túy. Trung áo khoác đen và vứt áo sọc xanh tại phiên tòa hôm 27 tháng 2. Ảnh, Đức Hùng ngày 27 tháng 2, tại phiên xử sơ thẩm mở tại Tòa án Nhân dân Hà Tĩnh, Trung bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàn trữ trái phép chất ma túy, Dũng và Phước cùng tội mua bán trái phép chất ma túy, Tuấn tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Sau phần kiểm tra căn cước, chủ tọa thông báo hoãn phiên xử vì luật sư bào chữa, cho Trung có đơn xin không tham dự, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt không rõ lý do. Phiên tòa chưa định ngày mở lại. Let's block us. Bye.